Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Các tuyển thủ Việt Nam ra sân bay về nước. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng, sau đó phải dậy từ sớm để chuẩn bị hành lý để ra sân bay trở về nước. Sẵn sàng cho trận tiếp đón Australia trên sân Mỹ đình ngay mùng 7 tháng 9 tới, sau trận thua chủ nhà Saudi Arabia mùng 1 tháng 3 tối qua ở bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, các thành viên đội tuyển Việt Nam về tới khách sạn vào lúc hơn 23 giờ giờ địa phương. Huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng ăn nhẹ, nghỉ ngơi sớm để lấy lại sức lực. Tuy nhiên, sau trận thua đáng tiếc, nhiều cầu thủ đã rất buồn. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân, anh viết: "Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến ban huấn luyện cùng toàn thể anh em cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam." Tôi cũng rất buồn, điều đáng tiếc nhất lại đến với tôi và tuyển Việt Nam. Rất nhiều đồng đội của Duy Mạnh đã động viên, bởi trung vệ đội tuyển Việt Nam không có lỗi trong tình huống để bóng chạm tay. Thủ thành Tấn Trường nhấn mạnh đường con dài, "Cố lên anh em, các cầu thủ đã có một đêm khó ngủ, tuy nhiên ngay cả ngủ được thì toàn đội cũng chỉ có khoảng 3 tiếng, bởi tất cả phải dậy vào lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị ra sân bay để về nước. So với chặng bay lượt đi đội tuyển phải quá cảnh tại Doha, Qatar thì chặng bay thẳng lượt về giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rút ngắn được khá nhiều thời gian." chuyến bay đưa các cầu thủ rời Saudi Arabia về Việt Nam cất cánh lúc 6 giờ 45 phút giờ địa phương, theo dự kiến. Chuyến bay chở các thành viên đội tuyển Việt Nam hạ cánh kỹ thuật tại sân bay Vân Đồn, sau đó về tới sân bay nội bài. Hà Nội vào 20 giờ 20 phút giờ Việt Nam cùng ngày, sau khi nhập cảnh. Tất cả các thành viên đội tuyển sẽ gia nhập bong bóng khép kín để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp đội tuyển Australia. Diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 9 tới tại sân vận động Mỹ Đình, ngoài 25 cầu thủ trở về cùng đội tuyển Việt Nam tham gia tập luyện. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bổ sung thêm 4 cầu thủ đang tập cùng U22 Việt Nam là Trọng Đại, Xuân Nam, Đình Kha và Văn Kiên trở lại đội tuyển quốc gia. Trước đó, mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia được AFC và VFF gấp rút hoàn thành. Hệ thống VA cũng đã về tới sân Mỹ Đình và đang được hoàn thiện để chính thức hoạt động vào 19 giờ ngày 7 tháng 9. Nói về trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn chỉnh về mặt sơ đồ trận tới chúng tôi gặp australia trên sân nhà đây là một đội bóng hạt giống được đánh giá cao hơn cả saudi arabia nhưng trên sân nhà chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực cao nhất sau lượt trận đầu đội tuyển việt nam tạm xếp thứ năm trên bảng xếp hạng cùng với nhật bản và trung quốc là các đội chưa có điểm nào